Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Công an thành phố Hồ Chí Minh thu thập thông tin người mua bán vàng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn. Tại buổi họp báo, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc thu thập thông tin người mua vàng. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc thu thập thông tin người mua bán vàng nhằm ngăn chặn việc đầu cơ và đảm bảo yêu cầu bí mật của người dân theo quy định. Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, không phải kiểm tra hay làm khó, mà bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp chế tác, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, lợi dụng giá vàng lên cao để trục lợi. Tôi khẳng định các thông tin trao đổi giữa các cơ quan luôn đảm bảo yêu cầu bí mật của người dân theo quy định. Việc khai thác sử dụng thông tin cũng đảm bảo quy định nhà nước và quy định về bảo mật thông tin, ông Hà khẳng định. Ông cũng cho hay mục tiêu lớn nhất của chủ trương này là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, thông tin để phát huy hiệu quả, nắm thông tin tình hình từ thị trường. Cơ quan quản lý nhà nước còn kết hợp thanh tra, kiểm tra, báo cáo, trao đổi thông tin, hóa đơn chứng từ, đòi hỏi công tác phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý. Thông qua quá trình thực hiện, giá vàng trong nước đã giảm đáng kể, tâm lý thị trường đã ổn định, ông Lệnh cho biết. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn nhằm thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng. Ngoài ra, tổ công tác còn phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh làm tổ trưởng, phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, xử lý các nghi vấn buôn lậu, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh thị trường vàng trên địa bàn, gọi tắt là tổ công tác. Nhiệm vụ của tổ công tác là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu, tình hình về khách hàng mua bán vàng miếng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, triển khai công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh vàng của các cơ sở mua bán vàng miếng và sản xuất, mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Đồng thời, kiểm tra các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ, trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn. Từ đó, tổng hợp, báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp góp phần ổn định tình hình thị trường vàng nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh là tổ trưởng tổ công tác, tập hợp thông tin tình hình, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các giải pháp góp phần ổn định thị trường vàng, chỉ đạo lực lượng công an trên địa bàn theo thẩm quyền triển khai nắm tình hình, phát hiện các cá nhân, tổ chức nghi vấn buôn lậu vàng, hoạt động mua gom vàng để đầu cơ trục lợi. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh là tổ phó tổ công tác, có nhiệm vụ thu thập và chuyển giao cho Công an thành phố thông tin, tài liệu danh sách cá nhân mua vàng tại các điểm bán vàng miếng SJC của Công ty Vàng Bạc, Đá Quý Sài Gòn, SJC và 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn hàng ngày. Nghiên cứu các giải pháp, tham mưu chỉ đạo Công ty SJC và 4 ngân hàng thương mại chủ động phát hiện các cá nhân nghi vấn được thuê mua vàng, thu gom vàng, cung cấp kịp thời cho lực lượng công an thành phố, quận, huyện để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Các cơ quan còn lại như Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng có đại diện trong tổ công tác. Liên quan việc quản lý thị trường vàng, tại cuộc họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước mới đây, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, cho biết việc phối hợp các cơ quan, ban ngành trong quản lý thị trường vàng chưa bao giờ tốt như hiện nay. Lực lượng hải quan, công an đã bắt nhiều vụ buôn lậu vàng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp trong quản lý hóa đơn, hỗ trợ trong việc quản lý thị trường vàng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ và sẽ có chính sách mới khi sửa đổi Nghị định 24 theo hướng ổn định, bền vững, sát sao với thị trường.
thu thập thông tin người mua vàng miếng có ngăn được buôn lậu, đầu cơ. Không ít nhà đầu tư cho rằng mua bán vàng là quyền tự do cá nhân, tiệm vàng có quyền yêu cầu cung cấp thông tin để xuất hóa đơn. Tuy nhiên, chuyển thông tin cá nhân sang cơ quan công an lại khiến họ lo lắng. Trong khi nhiều tiệm vàng sợ bị tịch thu vàng khi lực lượng chức năng kiểm tra nên hạn chế trưng bày khiến việc mua bán càng thêm điều hiu, ảm đạm. Tại khu kinh doanh vàng bạc quanh khu vực chợ Thiết, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, các tiệm vàng đều thưa vắng khách. Thi thoảng, một vài khách đến nhờ chỉnh lại trang sức bị đứt, gãy hoặc đánh bóng làm mới, còn khách mua sắm vàng thì vắng hẳn. Chị Đình Thi, 42 tuổi rảo qua một lượt dãy tiệm vàng nằm ngay mặt tiền chợ Thiết, tìm mua chiếc lắc chân làm quà thôi nôi cho cháu gái. Tuy nhiên, các sản phẩm được giới thiệu đều làm chị Thi không ưng ý. Khách hàng muốn mua kiềng vàng nhưng các tiệm chỉ có kiềng bạc, vòng đá. Đến tiệm khác thì họ mới lấy từ trong nhà ra được một chiếc vòng vàng nhưng chế tác không đẹp. Mình đề nghị lấy ra nhiều mẫu để chọn thì tiệm vàng không đồng ý và nói cửa hàng chỉ có một cái duy nhất. Trước đây, lắc vàng, kiềng vàng được tiệm vàng bày la liệt tha hồ chọn lựa, còn bây giờ họ chỉ lấy đúng một mẫu cho khách xem, chị Thi nói. Tại khu chuyên kinh doanh vàng bạc trên đường An Dương Vương, quận 5, chị Lan, chủ tiệm vàng Khánh Hồng kể, khi yêu cầu khách hàng cung cấp căn cước công dân để xuất hóa đơn thì bị từ chối và trả hàng, không mua nữa. Khách nói rằng đi dạo, thấy vàng đẹp nên ghé vào mua và không đem theo căn cước công dân. Nếu tiệm vàng bắt buộc khách phải có căn cước công dân mới bán thì sẽ đi tiệm khác. Chúng tôi cần có căn cước công dân của khách để khai báo lên cơ quan thuế. Nếu không, tiệm vàng sẽ bị phạt khi có đoàn kiểm tra. Thế nhưng khách hàng không đồng tình. Việc buôn bán từ đầu năm đến nay đã rất ế ẩm, nay vướng nhiều quy định và khách hàng không hợp tác, càng làm cho việc kinh doanh thê thảm hơn, chị Lan chia sẻ. Phố Vàng Bạc quận 5, khu chuyên doanh vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, loạt tiệm vàng gần chợ Tân Định, quận 1, thưa vắng khách. Tại nhiều tiệm vàng ở khu vực này, nhân viên trưng bày một số ít các loại vàng cưới, còn lại là trang sức bạc, đá phong thủy. Trước đây, tiệm có nhiều sản phẩm vàng lấy mẫu mã từ nước ngoài rất bắt mắt. Tuy nhiên, khi biết vi phạm quy định về nguồn gốc xuất xứ, nhái thương hiệu, thì không còn bày bán nữa. Cũng vì lý do này, khách đến mua vàng giảm nhiều. Cơ quan chức năng hiện kiểm soát rất gắt gao nên tiệm không dám mua bán tùy tiện như trước. Anh Duy, chủ một tiệm vàng tại phố Vàng Bạc quận 5, cho biết. Tại công ty SGC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 và những điểm bán vàng miếng thuộc hệ thống 4 ngân hàng quốc doanh cũng thưa vắng khách từ khi chuyển sang bán online. Nhiều khách hàng nói rất khó để đặt lệnh mua vàng miếng SGC thành công tại các đơn vị này. Trong khi đó, ở các thương hiệu vàng lớn như B&J, Phú Quý, Doji, cùng chung cảnh ảm đạm vì khách đến hỏi mua vàng miếng, vàng nhẫn trơn thì đều báo hết hàng và chưa biết bao giờ có trở lại. Đại diện Cục Phòng Chống rửa tiền, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xác minh nhanh dòng tiền, nguồn tiền mua vàng và hỗ trợ thu thập các tài liệu tại các ngân hàng, hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, chứng từ giao dịch. Để làm rõ nghi vấn mua gom vàng, thuê mua vàng, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán vàng, nhất là hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thanh kiểm tra việc chấp hành thuế của các cơ sở sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, kinh doanh vàng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán, kiểm tra nguồn vàng nguyên liệu đầu vào để chủ động phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến buôn lậu vàng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!